Kính chào quý vị đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC 16. Thưa quý vị, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ của nước ta. Trên vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Tại các tỉnh Bắc Bộ thì nhiệt độ trong ngày phổ biến trong khoảng từ 7 cho tới 9 độ, vùng núi cao từ 3 cho tới 6 độ, có nơi dưới 0 độ. Tại Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét hại, khu vực Hà Tĩnh trời rét đậm rét hại với nền nhiệt trong ngày ở ngưỡng từ 10 cho tới 14 độ. Từ chiều tối nay, không khí lạnh tăng cường mạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, khiến cho các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét và có nơi rét đậm, với mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 16 cho tới 19 độ, có nơi dưới 15 độ. Ban đêm, nhiệt độ thấp nhất từ 13 cho tới 16 độ, có nơi dưới 12 độ. Cảnh báo đợt rét đậm rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng như là Trung Trung Bộ thì có thể kéo dài trong nhiều ngày tới. Và trong đợt rét đậm rét hại diện rộng này, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cũng trong ngày hôm nay và ngày mai 24 tháng 1 thì khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định sẽ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Rét đậm rét hại có khả năng ảnh hưởng tới gia súc, gia cầm và ảnh hưởng lớn tới quá trình sinh trưởng của cây trồng. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa cũng như là các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, do đó bà con cần hết sức lưu ý. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Nam Bộ, đây vẫn là khu vực có hình thái thời tiết tốt nhất trên cả nước khi nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 26 đến 29 độ tại Tây Nguyên và từ 30 cho tới 33 độ tại Nam Bộ. Ban ngày trời nhiều mây có nắng nóng, chiều tối có mưa rào nhẹ tại một vài nơi nhưng lượng mưa không đáng kể. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở vịnh Bắc Bộ ngày 23 tháng 1 thì gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 và độ cao sóng dao động trong khoảng từ 2 cho tới 4,5 m, biển động mạnh. Từ đêm nay, gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, và độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 3 cho tới 6 mét, biển động mạnh. Bà con tại các vùng biển này thì cần hết sức lưu ý khi gió mạnh và sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền, cũng như các hoạt động khác ngoài khơi. Thưa quý vị, bệnh thán thư là một trong những bệnh rất thường gặp trên cây cà chua, bệnh do nấm gây ra. Bệnh này thường gây hại trên quả khi đang hoặc là đã chín, đôi khi ở trên quả già khi có mưa nhiều hoặc là độ ẩm không khí cao. Bệnh gây hại nặng trong mùa mưa hoặc là lúc ruộng tưới nhiều nước. Đốm bệnh lúc đầu có hình tròn, úng nước, hơi lõm xuống. Sau đó thì đốm bệnh lan dần ra và có đường kính từ 0,5 cho tới 0,2. Tâm vết bệnh có màu nâu đen, viền màu nâu xám. Bên trong vết bệnh thì có nhiều vòng đồng tâm như là chấm nhỏ li ti màu đen nhô lên. Và để phòng trừ bệnh thán thư trên cây cà chua thì bà con cần lưu ý một số biện pháp sau đây. Đầu tiên cần phải tiến hành thu gom và tiêu hủy các quả bị bệnh, chọn giống ít nhiễm bệnh hoặc là tránh cho cây cho quả vào lúc mưa nhiều, trồng thưa và làm giàn chống đỡ tạo sự thoáng khí cho cây. Bà con có thể phun thuốc trị bệnh bằng một số loại thuốc như là Ridomin 72WP hoặc Copper B75WP, Valet 50WP hoặc là Daconin 75WP, Mancozeb MZ 72WP hoặc là Cuzes M8 72WP hoặc Antracon 70WP nồng độ 0,2 đến 0,4%. Và như thường lệ trong phần cuối sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong cả nước trong ngày hôm nay và ngày mai.